Bây giờ mình xuống đây mình nhìn huyết mình câu hô hô một câu nào. Chị nhiên có chuyên án cái thành phố hôm kia mới đi mình đông hẳn. Ở chi qua đông cũng vậy, tôi cũng vậy. Phải cho tụi nó biết chứ. Bây giờ nhá, cho chúng nó biết thế nào là lễ hội. Câu Logan của mình là thắng thì là do tụi mình, còn thua là do tiểu quan Kenley. Trời ơi. Tôi nói thẳng luôn, thắng là tụi mình hay, còn thui á, thua á là do tôi xui, được chưa? Rồi, đi thôi. Chuyển thôi, mỗi người, mỗi xe hai người. Mày nhớ cái vị trí mà hồi nãy sẽ quen tăng cơ đâu. Báo. Chúng ta cả mọi người có gọi là an toàn trở về nha. Rồi hết rồi nè. Anh chưa mua. Ủa, nữa đây. Rồi, một xe hai người lên xe đi mọi người. Report trong đàm những thứ quan trọng thôi nha, cái sĩ quan đừng nói chuyện riêng. Sĩ quan xuống kia là em có thể em chạy lên cảnh em mua cho mấy hộp đạn MP5 không? Đạn MP5 là đạn nào ta? Tiểu quan màu vàng em. Sao đâu? Mày đi dữ vậy? Ai khu vực tiểu quan chua heo đâu? Đây xuống đây tôi cấp cho, tôi đưa cho chị xem. Huy ơi, Huy là chỉ đi với dâu thôi mới học. Xe thì dâu mà sĩ quan. Tôi với sĩ quan Huy có một mình chữa cháy với sĩ quan ơi. Xe hai người. À, sĩ quan chưa hao cút rồi. Go go go. Từ 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 từ, thêm một chiếc SUV nữa. Có. hai. Xếp mà sau là hai chiếc. À, được rồi, để hai SUV vậy anh chạy chi đi. Để, chú quen dây mai đâu rồi? Đây nè, 439 nè. Đi chung trước xe, ở hai xe hả? Ờ, trước khi lên thì mình sẽ... Ủa? Mình có nên đăng tracker trước nhỉ? Không. Lên nó đăng. Bây giờ mọi người lên núi á. Mọi người tập hợp trước nha. Bây giờ mình không, tôi nghĩ là lên ấy luôn á, đừng tập không hợp trước, số lượng ở đấy. Bây giờ mọi người ra đi chỗ. Nhưng cầu mà mình phải thông báo cho nó trước. Rồi ok, clear này. Bây giờ như này, bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người đi xuống. Đi cái đường Innocent Boulevard, đi ngang cái khu của nó thì bắt đầu mình sẽ megaphone, mình báo cho nó biết là ngày hôm nay mình xuống để mình kiểm tra khu vực nhà của nó, được chưa? Rồi, ok. Rồi nếu như mà nó chấp thuận cho mình vô kiểm tra thì ok, còn nếu nó không chấp thuận, nó chống đối thì lúc đó mình bắt đầu mình giải quyết theo sơ đồ chiến thuật của mình. Ok. Cái đội tăng tanker đâu rồi trời? Đây. Đội tăng cơ thì cứ tìm góc nào đẹp vô được thì báo vô góc đó rồi mọi người sẽ bắt đầu hỗ trợ đội tăng cơ nhá. Rồi, mọi người ra trước đồn đi. Vâng. Tăng cơ đứng sau đi. Xe cuối cùng khóa cửa nha. Để trong tab rác hết lấy chi vậy? Rồi em anh ơi. Trước khi chị xe phải tông hư cái mới chịu. Con xe cuối xe bus đâu ra vậy? Diệu Hồng lên đây. Em lên trước đi. Ủa gì có sự quen chưa lâu vậy? Ở kìa. Quen rồi đó. Quen rồi đi. Quen đi, mình đi thôi. Rồi ok, đi hướng cầu này mọi người, quẹo trái. Đi, đánh xô, bật đèn bật còi lên. Đèn thôi, não xếp ổ không vậy? Không mà. Giúp cây, xếp ơi. Ờ, tôi sẽ qua bên đó. Phải. Chú An nào trả lời, chú An nó nói đi. Trả lời cho bệnh viện biết. Ờ, hiện tại trong khu nhà Radio Hood E1 báo 7 người. Anh Phong. Rồi, Edison Boulevard, quẹo trái. Tiến hành lên còi thông báo megaphone.
tôi sẽ tẻo qua bên ấy chỗ này. Rồi Ewan thông báo tiếp tục nhé, trong nhà của các đối tượng là có hai người, nhà bên tay phải nhìn từ hướng mà cái hẻm đi vô mà ngay chỗ các xe sĩ quan lấy SPD ra ngoài á, là nhà tiếp theo là hai người và nhà tiếp theo nữa là một người, và đối diện đường hình như có hai người đang đứng ẩn ngay cái lưng cây nữa. Tổng là 7 người như lúc đầu Ewan thông báo. Rồi team tăng cơ kiếm đường vô đi, tất cả bắn xung quanh tăng cơ nha. Vào nha, đang tiếp tục quan sát. Rồi, từ từ, kiếm đường thôi. Từ từ, khoan hãy vô đã, tăng cơ kiếm đường trước đi. Shot fire bên góc phải nha. Tôi thấy đằng sau có hai người nè. Rồi, đúng rồi, từ từ. Tăng cơ chọn được địa điểm là ở dưới khu vực cao tốc nha. Bắt đầu đi từ khu vực cao tốc lên. Rồi. Tìm phá cây của tôi, đây nè. Tìm phá cây, ủa ai vô trước rồi? Góc của bên phía tăng cơ chọn bị lộ. Bên góc đường lúc mình đi lên á, tôi chọn cái vị trí đấy để đứng nha. Em bỏ xe đi, em đi xe anh nè. Kinh ly. Mọi người check bụi kỹ. Check bụi kỹ nha. Tôi thấy hai người nè. Bây giờ mình thả súng chưa vậy? Chưa đúng không? Rồi. Nó bắn mình rồi. Xem họ đứng ở chỗ nào vậy mọi người? Hiện tại trên nóc nhà của bên Brotherhood là không có, mà toàn là đứng sau nhà với ngay cái lùm cây. Đứng sau nhà không mà tôi đang tôi ở sau tôi thấy này. Sau nhà có bên phải đúng không? Đúng rồi, chính xác luôn. Có sau phải. Rồi ok, sau nhà có bên phải, tăng cơ kiếm đường đi, tăng cơ nên đi một là đường trên, hai là đường dưới, đường trên góc ok, đây cũng được. Xe 95 xuống rồi, hỗ trợ đi tìm tăng cơ này. Hai sĩ quan kia đừng đi xa, bắn xung quanh tăng cơ á. Chắc là đây quá. Người chút xe đỏ nhá. Tăng cơ đang bắt đầu lên nhá. Xuống đây đi em, lắp đều được này. Tiếng hành lên. Báo vị trí liên tục nha mọi người nha, báo vị trí liên tục nha. Chú Hào lên được nóc nhà chưa? Chú Hào ao rồi, chú Hào bị động đất rồi, bây giờ chỉ còn mình tôi bên ấy. Bên phía bên đường nha, phía bên đường có rất nhiều đối tượng nha. Ở sau nhà. Đây nè em nè. Ý là chạy lên đây luôn. Còn mấy chiếc hàng. Vị trí đi, bắn ở đâu, báo vị trí đi. Nhìn qua cái nóc nhà bên này cho em coi có người không. Nóc nhà giờ chỗ bạn quảng cáo này. Có hai. Đằng sau nó vẫn có hai người không? Cái nóc nhà chỗ bị quảng cáo mà hút của Brotherhood là không có, mà chỉ có đối tượng ở trong nhà thôi. Rồi ok. Tôi sẽ đào, tôi sẽ đào. Chiến tăng cơ chiến đi sang bên đường đi. Trước mặt này, theo quan đầu tiên. Đối diện bên đường có này. Em. Remley. Đối diện bên đường nha, đối diện cái nhà nóc. Tao quên quá. Lysit đang đâu vậy? Lysit ơi. Có một trên nóc của Brother. Trong chạm cứu hỏa. Lysit chạy ra vòng ngoài được không? Trên nóc của Brother hút là có hai người nha. Một người mấy sĩ quan cẩn thận nha. Bây giờ tôi chạy ra rõ lắm. Anh Marshall, anh nhìn bên tay phải giùm em, bên hiếu bên kia đường. Móc quỳ qua. Ở trên nóc nó có hai đứa. Sĩ quan nào đang đứng, đang dùng iPad ở cái thùng điện bàn kênh cẩn thận trên đầu nhé. Tại vì trên đầu đang có hai người luôn. Tôi nè nha, tôi vô nè nha. Sao lại báo không có? Mới leo lên đó. Ngay hùng vàng sĩ quan nào đang đứng ở trên đầu sĩ quan. Thấy rồi nhưng mà bây giờ chạy không được này. Bây giờ bên đối diện có người này chạy không được này. Đâu yêu. Ra luôn, đối diện luôn. Trước mặt mà đúng không?
Qua trước mặt luôn, trước mặt luôn. Bên trái có nha, bên trái có nha, bên trái có nha. Nó chạy ra bên ngoài rồi nha, chạy ra ngoài đối diện anh á, mà xôi, nó móc anh mà xôi, bên phải bên đường á. Bên phải bên đường áo xanh mà xôi. Nóc nhà. Trên nóc nhà. Trên nóc nhà có một nha. Nóc nhà có hai. Mấy sĩ quan bên kia đường hồi nãy nhìn thấy tôi nhìn qua bên góc ngã tư bên kia đường đối diện hơn phía tay phải của mấy sĩ quan á. Nguyên nào, nguyên cục. Đau nhá. Đau ba rồi. Coi vị trí các sĩ quan đau và không nằm không lại đó để bắn nữa nhá. Không ham bắn nhá. Trên nóc nhà có. Đau à, áo xanh đau nè. Ok anh ơi hay à. Trên nóc nhà vẫn còn hai. Rồi từ từ. Mà sổ xả đạn qua bên phía anh đang bắn, đau hai. Hai. Ở trên cùng một nha. Tụi nó có một người từ nhà xuống nè. Ủa anh ai trên nhà đó xuống đúng không? Không, anh còn trên. Hai lận ngay sĩ quan cầm xịt lên là hai người. Đau một. Còn một người. Ở trên nóc nhà. Đau hai luôn rồi. Nhà ở giữa. Trên nóc đau luôn rồi. Như cùng một á sao? Áo xanh. Ngay sĩ quan. Sau nhà còn nhiều lắm á. Nghe nhà có Hùng Công là còn 3 người. Sĩ quan nào mà áo đen đúng không? Đau một. Ngay Hùng Công nha, có 1. Bắt đầu đánh qua đây với em nè. Để em công cho nè. Ngay Hùng Công có 1 nhớ. Lấy xít nhìn cái chỗ nãy thằng mới đau còn không? Đau rồi. Trên nóc nhà còn không? Không biết là Nóc nhà đau rồi. Em quan coi chừng. Em quan nhìn chỗ tôi này, đau hai. Đau hai. Ngay cái chỗ cái xe là còn một đối tượng luôn á. Đối tượng chạy từ đằng sau cái xe chạy lên trước nhà nhé. Rồi đối tượng nó đau luôn rồi. Rồi còn một. Đau. Còn một. Ewan nhìn chỗ tôi nha, trong bụi nè. Ở nhà cam của nó là cái sự quen đúng không? Ngay cái xe. Tôi thấy cái dãy nhà mà từ Brotherhood kéo dài ra là các đối tượng đau hết luôn rồi đó, đau sạch rồi đó. Nhìn từ chiếc xe nhìn xuống nha quanh ơi. Đo nhiệt thử coi còn bao nhiêu người. Hình như hiện tại là các đối tượng thủ ở trong Brotherhood mà kéo dài xuống cái chỗ mà xe xanh mà các sĩ quan qua bắn là đau hết sạch rồi. Hiện tại là khu vực vòng ngoài cũng không còn nữa hay sao. Gom officer down còn lại. Sau khi gom các officer down về thì mình phá cờ rồi mình đi về. Kệ nó. Đâu phải cứu người chứ em. Mình chỉ đưa người vô mình xong rồi mình mới đưa tụi nó vô cứu thôi anh. Tôi đang đưa sĩ quan Will về chỗ ban đầu chúng ta tập vào. cơ bản là đứng ở trên vừa đưa vừa nhìn nhá mình. Vừa đưa vừa nhìn nhá, vẫn cảnh giác nhá, không biết là còn hay không đó. Kinh Ly cho anh đứng trên này góc view đẹp quá trời đẹp.